Chào các bạn ha. Bữa nay mình sẽ kể lại câu chuyện của bà cô ba, chuyện rất là hay ha các bạn. Nhưng mà các bạn cũng đừng quên đăng ký kênh ha. Quyền riêng tư đều đã được tôn trọng ha các bạn. Nhưng mà trong câu chuyện có một chút gì đó hơi tế nhị nhưng mà mình vẫn tôn trọng ha. Các bạn hãy theo dõi ha. Cô ba kể câu chuyện này rất là hay. Hồi đó đó có con ngụ nè, cái tên cũng được thay đổi luôn ha các bạn, thay đổi luôn, thay đổi hết. Con nụ đó nó ở trong nhà của ông Trạch đó, nó mằng tiếp trong nhà ông Trạch đó các bạn, nhưng mà nó ở lâu rồi, ở từ nhỏ lặng cho nên mến tay mến chân. Mà con nụ á, cái tánh nó lại là cái tánh sợ ma. Nhưng mà ác có cái người sợ ma đó các bạn thường thường thấy ma hoài. Cái ngày mà con nụ nó lớn đó, nó trưởng thành đó các bạn, lúc đó đó tướng tá là nó nảy nè rồi ha. Lúc đó đó là ông chết đó, ông đâu 80 tám mấy tuổi rồi, già rồi. Chuyện bà cô ba kể lại là như thế này nè. Ở trong nhà ông chết đó các bạn, nó rộng lớn lắm, đặc biệt là ở đằng sau hè nó bự, nó rộng lắm, nụ cũng đi vô đi ra coi cửa nẻo này kia các bạn. Nhưng mà cái tánh sợ ma nè, bữa đó đó nó mới thấy ma, nó thấy sao đó không có biết. Nó hết hồn, nó hết vía đó các bạn. Cái này chạy ghê vô trong phòng của ông Trạch, trời ơi, nó đứng đó nó gung mặt mày xanh dần xanh nẻo trên cái ông Trạch. Quay qua gặp nó, trời ơi, ông giật mình, ông mới hỏi làm cái gì mà mặt mày xanh dần xanh ẻo chân vậy đó. Cái nụ nó mới nói nãy giờ đó con ở đằng sau con thấy ma. Cái ông mới kêu đó, thôi mày dắt tao đi ra ngoài tao coi thử coi nè ông. Con nụ mới dắt ông đi ra. Ông đi đi ra thì đâu có thấy gì các bạn. Trong cái lúc đi ra vậy đó, cái nụ nó nắm ông đi đi gì đó các bạn, cái cọ chạm trời ơi, ngay lúc đó không phải đây. Cái lúc đó quỷ nhập ông rồi ha. Cái từ những lần như vậy đó các bạn, theo lời cô ba kể đó là ổng á, ổng thấy phê rồi. Cái tối tối đó ổng kêu con nụ đi qua bóp giò bóp tay cho ổng mệt mỏi quá à. Cái con nụ cũng làm theo, mà lần nào đó con nụ đi qua là bóp giò bóp tay hoặc cạo gió cho ổng đó các bạn, là ổng cho tiền thêm. Cho nên cô ba mới nói với các bạn cái thời điểm đó con nụ tiền nhiều dữ lắm. Những người xung quanh người ta biết các bạn, nó nụ tiền nhiều lắm, ông chợt cho nó. Mà nói về con nụ đó, mà nói thấy ma thiệt, nhà ổng nó bự, nó rộng đó các bạn, nó tối tăm, nó sầm uất đó. Cái thấy của con nụ đó là con nụ đó, nó thấy một cái bóng trắng trắng, có khi thấy cái bóng đen đen. Cà núp cà ló ở trong mấy cái góc khuất đó, hoặc là ở sau hè cây cối cũng âm tùm đó các bạn, nó sợ dữ lắm luôn. Mà hễ mỗi một lần mà nó hết hồn nó sợ thì nó chạy thẳng vô phòng của ông Trạch. Sẵn cái dịp đó cái ông kêu nó ngồi xuống đó, ngồi xuống đó kể nãy giờ thấy cái gì thấy ma cái quỷ sao đó kể lại cho ông nghe. Ông mới nói nè, nếu mà có sợ thì cứ chạy qua bên đây ha, có sợ thì chạy qua phòng bên này ha. Cái tối tối đó các bạn, ông kêu con nụ đó đấm bóp tay chân cạo gió cũng nhiều lần rồi. Cái ông thấy con nụ cũng dễ dãi, ông cho tiền. Cái từ những thời điểm như vậy theo lời cô ba bà kể đó là bắt đầu ông kêu tối tối con nụ đó đi qua ngủ với ông. Cô ba bà nói đó các bạn. Là bắt đầu từ thời điểm đó là con, khi đó đó các bạn, khi đó là con nụ nó lớn rồi, nó trưởng thành rồi ha. Cái ông mới mằng mò nó, mà theo lời cô ba nói đó các bạn, gần như là ổng sủi lơ cán cuốc rồi, đâu có làm gì nữa, nổi được nữa. Chỉ là đi qua rờ mó sờ soạn như các bạn, rồi hung hít rồi cắn rồi liếm sao 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 vậy đó. Mà cô ba bà nói đó, trời ơi trời, ông núp dữ lắm luôn, núp từ dưới tới trên, từ trên xuống dưới cũng làm dữ lắm các bạn. Mà cái kia thì nó sủi lên rồi, 80 mấy tuổi rồi, mặn ăn gì nổi nữa, mà mặn tại vì thèm thuồng như vậy thôi.
À, lúc đó đó các bạn tướng tá nụ bắt đầu nở nang. Ta thấy ta để ý ta biết. Chứ cô ba kể lại các bạn. Mà một cái điều rất là đặc biệt đó. Một điều rất là đặc biệt nha. Này hơi tái nhiễm chút các bạn. Ổng thích hung cái chỗ kính. Ổng thích đưa miệng vô chỗ dùng kính đó các bạn, liếm liếm hung hít rồi vậy vậy đó ha. Nà, cái lúc đó đó ổng khoái nhất là chỗ đó. Nè, mà nói về con nụ đó, cô ba bà nói nó thấy ma thiệt, nó thấy ma thường xuyên luôn, mà không biết nó thấy làm sao. Trời ơi, mà cô ba bà nói đó các bạn, nửa đêm nửa hôm đó nó ngủ á, nó ngủ mà nó nằm chiêm bao, nó thấy ma nó cũng hết hồn chạy qua phòng trệt nữa. Cho nên thời điểm đó các bạn, người ta nói con nụ á, nó ở với ông trời. Rõ ràng các bạn, cô ba bà nói rõ ràng đó, nó ở với ông trời. Lúc đó nó mới mười mấy tuổi hè, lớn trưởng thành rồi, 18-19 tuổi rồi. Cái con nụ đó, cái thấy ma của con nụ nó cũng lạ lùng lắm, tại vì nó sợ ma các bạn. Hay là nó có thấy ma thiệt hay không á, thì người ta cũng không chắc chắn được. Mà nó thấy cái bóng đen, cái bóng trắng lởn vởn trong ban đêm ban hôm đó các bạn, lờ mờ nó thấy gì nó hết hồn, nó sợ. Nhưng mà cô ba bà kể lại, nó nói về con nụ thì nó sợ cũng khiếp lắm, thay vì bây giờ xung quanh nó không có con ma con quỷ gì, bây giờ nó cũng sợ nữa. À, nó nhút nhát nhìn qua nhìn lại luôn vậy các bạn, nhất là chỗ vắng người nó làm mà người ta thấy đó, người ta thấy người ta cũng sợ ma theo đó nữa chứ đừng có giỡn. À, cái thời gian nó trôi qua đó các bạn, thời gian nó trôi qua đâu cũng là cả chục năm trời nha, 5-7 năm gì đó, 5-7 năm gì đó. Tới cái năm mà ông chợt ở các bạn, ổng đâu có là gần 90 tuổi. À, lúc đó đó ông mới đăng xuất khỏi cuộc đời nha. Lúc ông qua đời đó các bạn, cũng là sinh lão bệnh tử thôi, già yếu rồi cũng phải đi qua thôi. À, mà một điều hết sức lạ lùng và tâm linh đó, cô ba có kể rõ ràng các bạn, ở trong nhà đó có nuôi chó cái. Từ khi ông chợt ổng đăng xuất khỏi cuộc đời đó không có bao lâu là con chó đó nó có chữa. À, cây tới một hôm á các bạn, con chó đó nó đẻ đi. À, chó đó đẻ được mấy con mà nó khiến làm sao đó con nụ đó thấy cái con chó đó, thấy mấy con chó con đó các bạn, đặc biệt là có một con nụ nó thấy cưng chó đó quá. À, cái này giữ con chó lại nuôi, còn nhiêu thì cho hết trơn rồi. À, cái thời gian trôi qua, thời gian trôi qua từ từ con chó nó lớn lên đó các bạn, cái càng ngày con nụ nó lại càng là hết hồn đứng tim, nó hết hồn hết vía cho các bạn. Cái con chó á, càng ngày nó càng lớn á, thì nó lại càng kỳ cục. À, con nụ á, buộc nó lại thì thôi, nó giật dây giật đột bạn, mà buông nó ra đó là nhất định nó phải nhảy lên trên chỗ con, cái mùng của con ngụ đầu ngủ á, nó ngủ với con nụ nó mới chịu, là thứ nhất. Thứ hai đó là nó thích đi lại liếm đó, nó đút 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 cái mỏ nó vô chỗ cái dùng kính đó các bạn. Trời ơi trời, nó làm nhiều lần vậy rồi, cái lúc đó con chó nó bự rồi các bạn, con chó đực, con nụ nó hết hồn hết vía chứ. À, con nụ nó cứ trực nhớ hoài vậy đó, hồi đó nó không chẳng còn sống, không thường hay là liếm ở chỗ này. Mà bây giờ cái con chó này trời ơi trời, hãy mà buông nó ra đó các bạn, thì nó chạy lại con nụ thì nó nhắm ngay chỗ đó nó liếm không. À, nụ hết hồn hết vía trơn các bạn, cây con nụ nó quá sợ đi. Theo lời cô ba kể đó các bạn, con nụ nó đâu lúc đó là nó mường tượng rằng đó quá trời giống ông trời rồi, cho nên nó đứng hồn đứng vía cho các bạn, nó sợ lắm luôn mà nó không biết xử lý làm sao nữa bây giờ đây nè. Đó, cây tối tối đó các bạn, con nụ đó nó cũng thường hay có những giấc chiêm bao. Con nụ thấy ông trời, ông trời không đi về rõ ràng, nhưng mà lạ có một cái là con nụ nó thấy là sao mà ông bò mà ông không chịu đứng ông đi. Là con nụ thấy ông đi bằng bốn cái chân, mà cái mình cái đầu là mình người, mà cứ bò không các bạn, bốn cái chân bò bò vậy đó. À, ổng đi về trong giấc chiêm bao của con nụ đó các bạn ha, ổng
đi lại thẳng ngay con nụ cái liếm 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 ở chỗ đó vậy đó. Nè, con nụ cũng giật mình giật mấy cho các bạn. Nà, mà trên thực tế đó, trên thực tế cái con chó đó nó thường hay liếm cái chỗ đó. Nà. Sở dĩ mà trong nhà có con chó đó các bạn là từ khi mà phát hiện cái con nụ nó sợ ma đó, cho nên con nụ đó nó mới đi kiếm cái sinh cái con chó về nhà nó nuôi cái ấm cúng. À, lúc nó sinh nó là con chó cái đó, mà từ khi mà ông chợt qua đời nó nhậu không có bao lâu cái nó đẻ này à, cái con chó nó có cái cử chỉ quá xa lạ lùng đi, cuối cùng đó cuối cùng người ta mới khuyên đó, quá xá thì đục rồi mày mà giữ nó lại hoài, có bữa nó lên mùng nó đè mày chết, bây giờ đem mày cho nó mẹ đi.